trận chiến không khoan nhượng. Mốc Quảng Nam chưa biết mùi chiến thắng. Hoành Gia Lai, đội bóng đang tìm lại chính mình. Sôi động nảy lửa. Nhiều pha bóng hấp dẫn tới những giây phút cuối cùng. Hoành Gia Lai, 17 giờ ngày 21 tháng 4 năm 2019. Sân vận động Tam Kỳ, trực tiếp trên Bóng Đá TV và FPT Play.